Bối bối, hôm nay ba mẹ đi biển chơi với bạn, con ở nhà một mình ngoan nha. Bối bối ơi, ở nhà một mình, ba mẹ đi chơi, tối mới về, con ở nhà ngoan nha, mẹ đi chơi mẹ mua quà cho con nha. Ba mẹ đi chơi, bỏ con một mình ở nhà, con không chịu đâu. Trời ơi, nghĩ sao bỏ con một mình ở nhà, con chơi với ai? Ba mẹ không thương con gì hết, mẹ tránh xa con ra đi hù hù, mẹ không thương con. Ngoan đi nào, ba mẹ đi chơi với bạn không dắt con đi được, ba mẹ sẽ về sớm mua quà cho con nha. Ba mẹ đi chút xíu ba mẹ về liền mà, bối bối ngoan nha. Không, con không chịu đâu, ba mẹ đi chơi bỏ con hù hù. Con giận luôn không thể nói chuyện với mẹ nữa đâu. Kệ nó đi em, mình đi chơi tí xíu mình về mà, cho nó đi phá lắm, đi thôi em ơi. Hít hít, bỏ mình, một mình ở nhà hả? Trời ơi, buồn quá đi thôi. Đi lên nào, vô phòng bấm game thôi. Để mình lướt Facebook, TikTok, có gì hot không? Để mình chơi game nè, trời ơi chán quá. Sao ở trong phòng nóng thế này, hay mình thay đồ đi bơi nhỉ? Hi hi đi bơi thôi, thích quá. Mắc quá, thật tuyệt vời. Mà nhìn mình hỏi vậy trời. Chẳng lẽ là ăn trộm sao? Trời làm sao đây? Để mình chạy ra phía sau nhà. Trời ơi, hù hù. Trời ơi, phải làm gì đây? Gọi điện cho mẹ thôi. Alo, alo, ba mẹ về chưa? Ở nhà có ăn trộm ba mẹ ơi. Dì mẹ nghe đây, con có sao không? Ba mẹ trên đường về, con chạy ra ngoài báo cảnh sát đi cẩn thận nhé con. Ba mẹ đang về. Ăn trộm nó cứ nhìn con, nó chạy vào nhà rồi mẹ ơi, con sợ lắm hù hù. Con xem nó đang ở đâu, con lén đang chạy ra ngoài đi, ba mẹ gần tới nhà rồi. Dạ dạ hù hù. Để mình vào nhà, xem có gì ăn trộm được không ha ha. Nhà đẹp quá giàu quá, mà chẳng có gì ăn trộm hết đấy trời. Con bé kia đứng lại. Trời trời, phát hiện ra tôi rồi sao? Nhà vô, nhà vô. Nhà vô, thằng ăn trộm kia. Trời trời, con bé kia mày làm cái gì đó hả hả? Thật là tức chết à? Thằng ăn trộm kia mày muốn gì? Hả hả? Tao bắt cóc mày nè, chứ muốn gì hả hả? Ba mẹ ơi, cứu con, cứu con. Đứng lại cho tao con bé kia. Ngu gì đứng lại mày bắt tao hả cụ đầu của ngu. Mệt quá, ba mẹ ơi cứu con, cứu con.
Đứng lại con bé kia, đứng lại, đứng lại. Trộm, thằng ăn trộm nó đang gì em? Bắt nó đi chị cảnh sát ơi. Tên kia đứng lại, anh đã bị bắt.